Dạ em xin chào quý cô chú anh chị. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình cùng với bác ba làm thêm một món ăn mới để mà cho quý cô chú anh chị xem nha. Thì sớm mình có mua mấy cái miếng đậu hũ nữa, với lại miếng thịt. Thì chút xíu nữa thì mình làm cái món là thịt nhồi đậu hũ nha. Thì có thêm mấy cái trái cà nữa, mình làm cái nước sốt mình chế vô. Mốt thì ra mốt tao mượn nó vô khoan cái cửa mình đâu cũng bắt gà vậy không vô mở cửa này được vô mở có mất gì không? Đứt cột phía trong đó hả? Cột phía trong mở phía ngoài ha, nó giật ha. Giật đụng đứt hết trơn, tao về cho vợ ngủ có nhiều vậy, tao về đây tao ngủ. Sáng không qua học trà cho. Giờ hôm không có bắt luôn hả? Nó ngủ ở ngoài giường bả với ông kia không gặp. Chết với mặt được. Về đụng cửa này mở như vậy luôn. Mà hồi có lúc là đi là anh cột dây điện ở phía trong ha. Ừ. Kêu cậu vô, kêu toàn chỗ hàng chấm. Kêu chấm cái trong móc chấm. Bác ba đang tạo cái ruột đậu hũ đó. Để nữa chúng ta dồn thịt vô nha. Họ nó hái còn ngổ luộc nữa nha. Làm được quá hả? Đậu hũ này bổ lắm, mà dồn với thịt là ăn là còn bổ nữa. Này nó làm bằng sữa đậu nành không rồi. Chọn đều lên xong rồi nêm gia vị vô nha quý cô chú anh chị. Cái món này là rất là dễ ăn luôn nha. Hồi mình chiên hả? Cái này nó chiên sẵn rồi, khỏi chiên. Nếu như người ta làm đậu hũ trắng người ta mới chiên. Không chiên vậy sao ăn được. Thịt mà ăn sống mà. Vừa mặn à. Mày nấu con rồi mày đi cắt cỏ đi. Mới bỏ tiêu vô thêm đó nghe quý cô chú anh chị. Để cho nó dẻ đi. Nếu như hồi nữa nó còn dư thịt á thì mình dò riêng cái mình bỏ vô luôn nha quý cô chú anh chị. Mua 5 miếng này chắc dọn không hết thịt này.
dặn chút xíu vậy. Miếng được rồi, muối, đường, mình chở qua để cho cái miếng đậu hũ cho nó ngấm nước sốt cho nó đều với lại cho nó chín thịt nha quý cô chú anh chị. Cái miếng này mới chở á. Cái lửa chân khe ba đâu mà nó mất đôi rồi. Anh biết anh lấy đấy mà nấu gì? Mời cô chú anh chị ăn tàu hũ dồn thịt với gia đình của em. Món món lạ của này là... tay nhỏ lớn cho tôi mới thấy tôi làm. Rồi đó chắc bà chưa làm hả? Chưa. Dạ em xin mời các cô chú anh chị ăn cơm với gia đình em với anh Kha nè. Vậy em cũng xin mời quý cô chú anh chị khán giả nhìn mạnh thằng Quân ăn bữa cơm gia đình bác ba nha. Anh chấm gì trời. Con kha. Này anh chấm từng ớt mới đúng đó. Thường thường người ta có cái câu nói là ai ơi đừng lấy thầy tu ăn đậu hũ, cái đó nó ú lù. Rồi dùng cơm thôi quý cô chú anh chị ơi. Ăn thử cái ngon mát ba. Ăn đại nguyên miếng đi. Ngon. Ngốt là biết làm món này nha. Cũng dễ làm. Mình bắt ba tí xíu rồi. Ừ, ăn trời. Ăn ngon lắm rồi. Trời ơi, trời ngon lắm chứ. Ngon hành lắm. Cái này là gấp nguyên miếng luôn. Sớm thì mình lấy dao ra mình cắt ra làm hai nè. Ăn phải ăn nguyên miếng luôn mới ngon được. Anh thấy sao anh nhìn kỹ nha. Tấm gạo này cũng cưng với mình thêm chắc là nở rồi. Nãy anh nấu mấy lon vậy? Gạo này ngon, nở liền ngon em. Nấu qua cái hai lon. Ngon cũng hai lon. Bây giờ mẹ con này đợi con khác cũng đợi con nó đứng gần cũng được, được đá. Giờ má chị từ từ cho mình hai bầy đó, gà chỉ đẻ hai trứng.
quá ngon luôn cô chú anh chị ơi. Bàn mới nó chóc chân cũng gỡ này cũng hẻ. Ngon không? Hả? Ừ. Trời trời, mốt buộc ăn không mà da ăn sao hả? Ăn hết luôn nè, ăn hết vô. Lần chờ mười bán còn cũng nhóc giờ cũng khó đậu cày ăn không hỏi không kiếm mua ăn về miếng 5.000 á co ăn mà cũng có hỗn năm bà lúc đó nghỉ bán kêu rau cày ăn mua. Dạ, mới rồi. Người ta chai nước canh vô luôn. Còn thun còn chơi nó không có lắp bình cái món này là làm đơn giản nhưng mà cũng khá là ngon ha. Có bỏ một ăn trang dữ lên mà ăn đâu. Anh mà anh khỏ chén một chiều đó ba. Ừ. Anh ăn mà anh khỏ chén một chiều. Khỏ đâu? Nó không có khỏ đâu thì anh coi video lại của anh đây đi anh biết mà. Chọt vô tính một chiều rồi. Dạ anh đây còn nướng hả? Chấm bớt à? Ừ. Ứng chén vô. Màu phải là món này rồi. Ăn ngon quá.
nó mua cái nó quạt, nó để mình dưới có cốc cốc nữa. Đồ quen mà chỗ mượn đây. Là nói còn hỏi có đâu. Mẹ chồng ăn đêm ăn chén thì nó thôi. Ngo con hết. Ngo gì bán quá ăn. Mua quá ăn ở đây không thì nhà có ăn thôi. Mua cổ về làm mà ba ăn món này. Mà ba ăn hả? Dễ làm. Ngon thiệt vô. Rất có giòn rồi. Chảy miếng rồi đó. Thấy ngon. Trộn tiêu nữa thôi. Nát nát. Lúc mới giòn mà chảy rồi hả? Ăn ngon rồi. Nè, phụ dì bảy anh cho đó, chúng ăn thịt. Mèo khô bà tố, bắt tổ, quát. Vỗ lên nó dạy lộn nó bắt. Ừ. Gãi ra nó bắt cục bự bự, rồi nó đem lên ngay đầu nằm, nó làm ảo ảo, cái đầu bật đèn nó gỡ một tổn. Mẹ nó 5 kg á, bự lắm. Thì mình nấu cơm không ăn. Dài ăn món lạ lạ cứ ốc tế nướng này là hủ dọn thịt lúc này ăn món lạ lạ không hả? Ba đứa mẹ ăn món gì lạ quá. Ăn em bọn cục ra ngon. Ba đứa mẹ ăn cái món gì lạ quá trời quá đất hả? Nước nhóc mà phê mà nó chưa chậm vô á. Nước chai kìa. Lạnh sao? Nước cặn không mà bỏ ơi, đừng uống. Nè, vô chai bỏ tủ lạnh, lạnh uống. Cái gãi, ấm nước không nữa. Thấy anh ngon quá, đói chứ gì. Đi, để cho nó tránh quẹ dò. Nhiều quá rồi. Hết thôi. Chạy lúc xài rồi. Mấy bữa nay bác ba ăn món lạ lạ không ha? Món đặc sản.
là lấy cục nó về cho mười ba đó con. Nó vụ ăn không trời, để người ta ăn nguyên gì mới ngon. Ngon muốn gì vậy bỏ rồi. Ngon. Chó nằm đợi em. Lấy bọc vô đá, bỏ cục vô cho mình ha, thích gì cho mình ba. Mùi đã ướt áo luôn rồi. Ngon. Chấm ớt cay nữa. Đã. Giặt chó bẹ luôn. Vào ăn món này ngon rồi. Tí thế luôn. Dạ, buổi cơm chiều của nhà bác Ba ngày hôm nay thì cũng xong rồi quý cô chú anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều ạ. À, trong thời gian qua cũng đã ủng hộ kênh của hai chúng em nha. Và chúc quý cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ và luôn an lành bên gia đình nha.